chế kem béo này. Ôi, cái gốc kia của chị à? Không, cốt của chị. Chị à? Ừ. Làm gì? Chị làm bánh rồi. Làm kẹo bên nắp sao? Bây giờ chạy không? Ừ, làm đi. Làm gì? Không phải bánh. Vị thì vẫn đưa xong bạn mình xong cái này nhá. Như đứng vị hoa năm cánh bình thường hoa phải trồng trồng lên. Ừ, đưa cánh đưa ngắn này, đưa lên này, ngắn này. Cánh không đều nhau nha. Hàng hai mình so le với hàng trước rồi. Đưa ngắn thôi. Kéo lên, kéo xuống. Một tay đưa thì một tay xoay rồi chú dưới ngửa hơi ngửa ngửa ra. Cánh hoa trà bao giờ nóng cong lại này nhá, chạm từ đầu vào đưa xuống trước úp vào sau bắt đầu nó nở ra. Ừ, đang hơi ngửa đầu ra này. Đó, bác vừa lên dù xoay hết cánh này bắt một cánh. Đấy, để nó cong lại thì nó dễ xấu, bóp đều. Quan trọng nhất là cái lực tay. Đó, cái lực tay để cho nó đều, nó không bị mạnh quá. Có mạnh quá thì nó sẽ xoăn, có nhẹ quá thì nó lại quăn nó vào. Nên là cái lực tay là khá quan trọng. Bóp cho nó đều ra rồi. Hết lực, hết mình lại bắt tiếp chứ mình không bắt đè giống như hoa hồng hay hoa những cái hoa khác. Đấy, cái hoa trà chứ nhỉ.